ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị và khán giả. Thưa quý vị, hiện nay thay vì tìm kiếm nhà đất thổ cư, có không ít cư dân lựa chọn phương án khác nhanh chóng và phù hợp hơn với tài chính của mình, đó là tìm mua chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trước sự biến động từng ngày của thị trường, mức giá chung cư vẫn là vấn đề mà bất cứ cư dân nào cũng phải cập nhật thường xuyên để dễ dàng tìm mua được căn hộ ưng ý với mức giá thích hợp nhất. Tuy nhiên, hiện nay chung cư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra một nghịch lý, đó là giao dịch căn hộ giảm mạnh nhưng giá thì vẫn tăng cao. Để hiểu rõ hơn về nghịch lý này, kính mời quý vị theo dõi chuyên đề sau của Invest TV. Thưa quý vị, Savill Việt Nam cho biết, năm qua nguồn cung phân khúc căn hộ hạng C tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 65% thị phần, tương đương 16.500 căn, tại Hà Nội là 29%, khoảng 12.300 căn. Trong bức tranh chung về cơ cấu phân khúc, nguồn cung phân khúc bình dân, trung cấp có vùng giá 800 triệu đến 2,2 tỷ đồng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn khá hạn chế. Savill dự báo từ nay đến cuối năm, nguồn cung chào bán mới căn hộ hạng C tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục giảm với tỷ lệ tương ứng 50% và 15%. Đi ngược với nguồn cung thì tỷ lệ tiêu thụ dòng sản phẩm này trên thị trường có chiều hướng tăng. Theo ghi nhận, năm 2020, tác động bởi dịch COVID-19, song tiêu thụ nhà ở vừa túi tiền tại thành phố Hồ Chí Minh đạt mức 93% và tại Hà Nội là 61%. Nghịch lý là dù nguồn cung giảm mạnh, mặt bằng giá vẫn liên tục tăng cao. Mức giá sơ cấp ở các giai đoạn sau tăng trung bình từ 10 tới 15% so với giá bán ở giai đoạn trước. Điều này làm ước mơ sở hữu nhà cho những người có nhu cầu ở thực với nguồn tài chính khiêm tốn càng ngày xa vời. Biến động kinh tế dưới diễn biến phức tạp của bệnh dịch khiến các quyết định chi tiêu của người dân trở nên thận trọng hơn. Trong khi dân số tiếp tục tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở, nhất là phân khúc có giá phù hợp ở mức chi trả. Hiện mặt bằng giá bán căn hộ vẫn có xu hướng tăng ở cả 3 phân khúc. Do đó, các chủ đầu tư đang chuyển hướng sang các căn hộ với diện tích nhỏ, vừa bởi đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân. Thưa quý vị, thị trường bất động sản trong năm 2021 bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch COVID-19, nhưng không vì thế mà mặt bằng giá các căn hộ giảm. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung hạn hẹp, việc tăng giá là điều dễ hiểu. Nhìn tổng thể, thị trường vẫn phát triển mạnh, phân khúc căn hộ vẫn có tiềm năng tăng giá. Mời quý vị theo dõi ghi nhận dưới đây của nhóm phóng viên chúng tôi. Năm 2020, lượng cung nhà ở và các giao dịch bất động sản sụt giảm mạnh trên cả nước. Dù vậy, lực cầu vẫn duy trì mức tốt. Đối với thị trường bất động sản nói chung, phân khúc nhà ở luôn là điểm sáng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và khách hàng. Nếu mà dự báo cho thấy rằng tình hình căn hộ trong vòng 5 năm tới nữa thì chúng tôi thấy là thứ nhất là các cái phân khúc cao cấp hơn sẽ được mở bán ra ngoài thị trường. Thứ hai là cái mô hình về đô thị. Cái thứ ba nữa là một cái mô hình nó gọi là branded residence, tức là các cái mô hình căn hộ mà được quản lý bởi các cái đơn vị tên tuổi, ví dụ như Marriott, thì nó là một cái phân khúc hoàn toàn mới đã được hình thành, đã được có một cái dự án trước đây rồi của Capitaland, nhưng mà chúng tôi bắt đầu là có cái sự tham gia của cái phân khúc hạng sang và có cung cấp thêm các cái dịch vụ như vậy tham gia và đồng thời rằng là tăng trưởng trên thị trường trong các năm sắp tới. Trong khi đó, mối lo ngại hiện nay tiếp tục là bài toán nhà ở bình dân phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người dân. Theo đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, có đến 75-80% nhu cầu mua nhà giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông, nhưng thị trường thì chỉ toàn là nhà ở có giá trên 30 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, nhà giá khoảng 25 triệu đồng một mét vuông dần biến mất khỏi thị trường và phân khúc nhà giá rẻ đang bị đôn lên vùng giá 30 triệu đồng một mét vuông trở lên. Việc nhà giá rẻ bị đôn lên thời gian qua cho thấy thiếu những chính sách lâu dài về phát triển nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình và thấp. Cao nó do thứ nhất đó là cái đô thị hóa, cái sự dịch chuyển lao động về các cái khu trung tâm và đặc biệt đó là cái kinh tế của chúng ta có ổn định và phát triển thì cái nhu cầu về nhà ở sẽ tăng cao, trong khi cái nguồn cung nó hạn chế thì chắc chắn cung ít cầu nhiều thì nó sẽ tác động giá. Cái thứ hai tôi cho rằng đó là các cái vấn đề nhân tiện những cái lúc mà nguồn cung ít cầu nhiều thì cái đầu cơ nó lại nổi lên. Và đầu cơ nổi lên thì nó có cái câu chuyện đó là nó không căn cứ vào cái thực tế mà nó căn cứ vào cái giá. Có thể do ít quá thì họ lại tăng giá cao hơn so với cái giá thực. Cho nên nó dẫn đến cái giá nhà cũng cao.
Cái thứ ba nữa đó là chúng tôi cho rằng cái cũng quan trọng đó là các cái cơ chế chính sách của chúng ta ấy, là nó cũng có nhiều cái đổi mới, có nhiều cái tiến bộ, tuy nhiên nó cũng còn đang hạn chế chồng lấn. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mong đợi là Bộ Xây dựng đang nghiên cứu giải pháp nhằm khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá rẻ, đơn cử là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế và giá bán nhà thương mại giá thấp theo phương án giá bán không vượt quá 25 triệu đồng một mét vuông đối với các thành phố trực thuộc trung ương, còn đối với các thành phố còn lại giá không quá 20 triệu đồng một mét vuông. Và Bộ Xây dựng hiện nay thì cũng đang nghiên cứu để trình chính phủ trong thời gian tới có những cái cơ chế làm sao mà đẩy mạnh nguồn cung, và đặc biệt đó là cái chính sách về tín dụng để cho phát triển thì đã có đề xuất rồi, thì tôi tin rằng là chắc là sau cái 2020 sang 21 thì chắc chắn là cái cơ chế đấy sẽ được triển khai, và hy vọng rằng là với cái cơ chế đấy thì các cái giá nhà ấy, nó sẽ giảm ở góc độ là tùy từng khu vực nó sẽ. Đánh giá về triển vọng năm 2021 của thị trường căn hộ, các chuyên gia cho rằng thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi một số dự án mới được đưa ra thị trường và nhu cầu nhà ở của người dân vẫn là thiết yếu. Đối với thị trường bất động sản nói chung, thị trường nhà ở luôn là một điểm sáng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, khách hàng và có thể sẽ là phân khúc tiếp tục phát triển hơn so với năm 2020. Thưa quý vị, theo số liệu của Savi Việt Nam mới đây, thị trường căn hộ tại Hà Nội ghi nhận nguồn cung và lượng giao dịch thấp trong quý 1 năm 2021, khoảng 3.900 căn hộ mới từ 3 dự án mới, và giai đoạn tiếp theo của 10 dự án giảm 29% theo quý và 19% theo năm. Mặc dù lượng giao dịch giảm, nhưng giá căn hộ tại Hà Nội trong quý 1 vẫn không ngừng tăng cao. Theo phân khúc, chung cư trung cấp tiếp tục là sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường, chiếm tầm 80% tổng nguồn cung mở bán mới trong quý 1. Về vị trí, khu vực phía Đông và phía Tây tiếp tục là hai khu vực chính tập trung dự án mới, tổng cộng chiếm 77% nguồn cung mới. Thống kê cũng cho thấy giá bán trên thị trường sơ cấp trong quý 1 năm 2021 được ghi nhận trung bình ở mức 1.461 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tương đương 33,6 triệu đồng 1 mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, tăng 7% theo năm và 3% theo quý. Trên thị trường thứ cấp, một số dự án cao cấp mới hoàn thiện gần đây tại khu vực dân cư đã phát triển như Ba Đình, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm tăng giá từ 3-7% theo năm, trong khi đó mức giá trung bình của cả khu vực bao gồm các dự án đã hoàn thiện từ lâu chỉ dao động từ 1-3% theo một năm. CBRE cho biết dự kiến trong các quý tới sẽ có nhiều dự án nhà ở và khu đô thị mở bán trên nhiều khu vực khác nhau ở cả khu vực quận nội thành và các huyện ngoại thành Hà Nội, giúp cho thị trường trở nên sôi động hơn. Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp dự kiến tăng từ 4-6% trong năm 2021. Thưa quý vị, theo thống kê, những người có nhu cầu nhà ở thực tại đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đa số muốn mua căn hộ thuộc phân khúc dưới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 3.000 căn hộ và nhà ở đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai được xét duyệt trong tháng 2 năm 2021, 100% căn nhà có giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, chỉ xét với một hộ gia đình cơ bản gồm vợ chồng và một con, diện tích phù hợp để sinh sống rơi vào khoảng 50 mét vuông, số tiền để mua được căn nhà cũng không dưới 2 tỷ đồng. Dự báo thị trường bất động sản căn hộ trong năm 2021 sẽ không còn chung cư dưới 2 tỷ đồng. Theo dữ liệu của Bộ Xây dựng cho thấy, nhu cầu nhà ở của người dân thuộc phân khúc chung cao cấp, tức có giá trên 25 triệu đồng một mét vuông trở lên, chỉ chiếm 20-30% thị trường. Trong khi nhu cầu mua nhà ở của người dân thuộc phân khúc giá bình dân, dưới 25 triệu đồng một mét vuông lại chiếm đến 70-80%. Đánh giá thị trường bất động sản tại phân khúc bình dân, ông Matthew Powell, Giám đốc Savill Hà Nội cho biết các căn hộ giá bình dân đang có cơ hội phát triển nhất định trong xu hướng giá tăng của thị trường. Theo đó, dù đang có hiện tượng giá tăng, nhưng thị trường vẫn xuất hiện thêm các khu vực đầu tư mới, yếu tố cơ sở hạ tầng tác động khá tích cực đến thị trường bất động sản, nhất là tạo sự kết nối thuận tiện cho một số khu vực phát triển quy mô lớn như Long Biên, Gia Lâm hoặc những nơi xa trung tâm. Vị trí và khoảng cách là các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến giá nhà, bản thân giá đất cũng tăng. Các yếu tố này thúc đẩy chủ đầu tư trong lĩnh vực nhà ở, đẩy mạnh hoạt động bán căn hộ. Họ đã và đang cung cấp một lượng nhà ở bình dân phù hợp ra thị trường. Đáng chú ý, các chính sách dành cho thị trường bình dân cần được xem xét ở khía cạnh định giá thương mại khi các chủ đầu tư đang cạnh tranh về đất. Điều này tác động thực sự tới hiện tượng tăng giá nhà ở. Theo dữ liệu của Savill Hà Nội,
các bất động sản nhà ở có mức giá khoảng 1,4 đến 1,6 tỷ đồng trên một căn 2 phòng ngủ vẫn có thể có tại thị trường Hà Nội và nằm tại các khu vực ngoài vành đai 3 và có vị trí xa trung tâm. Đánh giá về cơ hội tăng trưởng của thị trường căn hộ, ông Matthew Powell cho rằng các chủ đầu tư lớn hiện nay đang tập trung vào phân khúc căn hộ vừa túi tiền, cung cấp nhà ở chất lượng tốt với giá tốt và ở vị trí thích hợp. Điều này vừa đảm bảo cho họ khả năng phát triển bất động sản với mức giá xác định, vừa có thể mang lại cho khách hàng và cư dân các điều kiện sống, lối sống, sự thuận tiện nhất định khi di chuyển vào trung tâm. Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhu cầu về phân khúc căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong năm 2021. Dự báo sẽ có khoảng 90.000 cho tới 100.000 sản phẩm căn hộ sẽ được giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Theo đơn vị này, về lượng cung, năm 2021, các dự án đang bị vướng mắc trong quy định pháp luật sẽ được tháo gỡ nhiều phần. Do đó, nguồn hàng cả nước sẽ tăng mạnh so với năm 2020. Cụ thể tại Hà Nội, ngay tại quý 1 và quý 2 của năm 2021, sẽ có hàng vạn sản phẩm với đa dạng phân khúc chào thị trường. Trong đó, khu vực Bắc và Tây Hà Nội sẽ chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Về giá bất động sản, đơn vị này cho rằng giá căn hộ tại Hà Nội trong năm 2021 có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2020. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm, giá vẫn có chiều hướng tăng, chủ yếu là ở khu vực Thủ Đức. Với những đánh giá về phân khúc bất động sản chung cư trong năm 2020 và quý 1 năm 2021 từ các chuyên gia hàng đầu trên thị trường bất động sản, hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có được những thông tin hữu ích về cơ hội và thách thức khi đầu tư vào loại hình này, từ đó có bước đi đúng đắn cho kế hoạch của mình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mix Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.